Rồi hello anh em ha, giờ là mấy giờ em? Mấy giờ? 7:15 rồi, mình tới nhà một anh trai dễ thương thì ảnh nhường mình lại chiếc xe nè nha anh em. Xe hả, anh em bật đồng hồ lên anh em sẽ hết hồn luôn. Thì ảnh có tâm sự là xe ảnh không có đi luôn, mua về hầu như không đi thôi anh ha. Hầu như không đi luôn anh em, đam mê mua về dựng nhà thôi. Dựng thôi nha anh em, để quay cho anh em xem nè. Giờ cũng khuya rồi nên mình quay nhanh cho anh em xem. Đó, rất là, nói chung xe chỉ dính bụi thôi anh em, còn ô đo là anh em sẽ hết hồn luôn. Đây ha, mình đang ở nhà anh chủ xe nè. Xe nói chung là mua cuối 2018 nha anh em. Xe này là đúng ô đo, đúng đồng hồ, mới tin luôn nha anh em. Đó, ảnh chia sẻ thiệt tình qua sau là có vậy luôn nha anh em. Xe là đúng luôn nè anh em nha. Đồng hồ là 473 cây số. 473 cây số nha, 473 cây. Đó, bấm lên em coi 473 km nè anh em. Anh em thấy không? Đam mê mua xe về chỉ chân thôi á. Nó rất đẹp mà bây giờ để lâu quá nó đóng bụi thôi anh em, là đóng bụi nè, về mình rửa ra là xong. Đó, thì giờ đồ chơi trên xe sao thì anh để cho em vậy á, anh chụp cho mình sao anh vậy. Mà lúc anh nhắn tin em tưởng anh là người nước ngoài không chứ. Anh nhắn tin nó hơi nó hơi sao ta, nó bị cứng đó mà. Tôi ok tưởng là người nước ngoài, em nói trời trời, tại em có một khách nước ngoài người ta hay nhắn vậy đó. Đó, xe rất là đẹp, chỉ để lâu dính bụi thôi nha anh em. Tại nhiều khi á, em mua cái con xe này nè anh, cái người ta không tin, người ta nói xe 2-3 năm rồi mà sao rồi đi có mấy trăm cây rồi. Thật sự cái này là thật sự là mình mua thiệt như vậy. Anh em mình là mua về là không có sử dụng, chỉ để chân hoặc là ấy, không có đi nhiều quá, không có thời gian, không có thời gian đi. Nhưng mà khi mà em không quay vậy là anh em cứ nói mình đúng rồi, nói mấy năm rồi mà sao không để chạy vậy đó, nên quay đây cho anh em kiếm thật luôn đó. Ừ, rất là đẹp. Đi đam mê mà lên đồ chơi vậy thấy không, khi đâu có dạ tích điểm của ti nên mình lên thôi. Xe 400 cây nha anh em. Rồi ok, giờ em cọc cho anh không? Bây giờ em muốn đưa trước nhiêu thì mai trước xe về mai ký, cũng không phải đưa hết. Ừ, thì nếu như mai ký thì em chỉ chạy với xe về thôi, cà vạt đồ anh giữ hết thôi. Nếu anh cũng tin em, anh thì em 2-3 năm ở đây rồi. À, cũng biết kênh của em thì thôi vậy. Okay, cái chuyện anh tin em là có, tại vì em biết anh biết kênh của em rồi đó. Mai khoảng đầu giờ chiều được không? Dạ được, đầu giờ chiều thứ hai à. Được thì anh hai vợ chồng anh chạy ra ký cho em là xong rồi. Chạy qua mai là cái địa chỉ mình ở đâu? Ở gần đây nào, quận 6, em ở Lý Chiêu Hoàng á. Số mấy Lý Chiêu Hoàng? 43D, ngay chỗ trường, ngay chỗ phường 10, công an phường 10, quận 6 luôn á. Chút xíu cho anh địa chỉ lại đi, anh không biết rành được đó nữa. Rồi bây giờ chốt xe để em chuyển tiền luôn cho. Rồi ok, mình chốt về ha. Anh em nào ấy thì anh bóc cho mình 400 cây. Anh em đẹp không? Cái này là đồ zin bố xe ha. Đồ zin bố xe còn lại hết nha anh em. Đó, thì bây giờ mình sẽ đem về lại đọc số tài khoản thôi, chuyển khoản không em, nhưng mà tiền mặt canh khó rồi. Như vậy là anh em mình chốt xong rồi, anh em mình đang đi về đã chốt xong rồi. Thì nói chung là mấy anh em cũng dễ thương, mấy anh em xe gộp xe núp trong nhà cũng dễ thương. Rồi anh em nào muốn mua xe thì cứ liên hệ mình ha, Zalo số điện thoại là mình để trên Facebook, YouTube này hết nha anh em. Đó, anh em nào cứ mua cứ liên hệ mình, xe mình là mua từ chủ hết nha anh em nha. Mình quay clip là để cho anh em biết là có những xe người ta mua về chỉ để đi thôi, có những xe là mua về chỉ để quên, những xe mua về là chỉ để chân thôi, chân vậy thôi đó anh em tin không, 2-3 năm 3 năm mà.
đi 472 cây số thì không thể tin được anh em. Quá mới, quá mới. Rồi ok, cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh YouTube Minh Biker ha. Sẽ cố gắng săn theo nhiều xe đẹp để cho anh em lựa nữa nha anh em. Đây là đường phố Sài Gòn.